Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay cái câu chuyện của năm em nó cũng rất là nóng quý vị. Nhiều thông tin quan trọng đã diễn ra trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đặc biệt là cái thông tin mà cái show vào ngày 27 tây tháng 2 sắp tới đây là năm em bị hủy show. Hủy show vì cộng đồng mạng lên tiếng, hoặc là vì trong giới showbiz lên tiếng, hoặc là bị áp lực từ cộng đồng hoặc là showbiz đối với ông bầu show hay sau đó mà nam em bị hủy show vào cái giờ cuối. Cái này là thông tin này do là bạn trai nam em công bố. Bởi vì Hữu Cường, bạn trai nam em đó, là cái người là manager, tức là người quản lý của nam em. Và anh ta là cái người nhận show. Và anh ta cũng tuyên bố rằng là cái show của nam em đó, mà khi diễn ai hai phòng đó là phải là 100 triệu. Thì cô ấy mới nhận, dưới không nhận. Và không, nam em thì không thiếu show, chỉ có sợ là nam em không đủ sức để mà hát thôi. Nó là như vậy, đó là những lời tuyên bố của bạn trai của nam em. Và trên đây thì báo chí cũng đăng khá nhiều về vấn đề này. Đặc biệt là có những câu hỏi đặt ra là vì sao nam em vẫn tiếp tục livestream bất chấp là đang vướng thị phi. Thưa quý vị, trong một cái bài viết ở trên cái trang báo là kênh14.vn á, thì có một cái bài viết là không ít cái người là nghi ngờ nam em livestream với mục đích kiếm tiền, nhưng cô đã phủ nhận điều đó. Đó. Những ngày qua thì nam em đã gây dậy sóng mạng xã hội vì các buổi livestream đòi bóc trần showbiz với những cái phát ngôn gây phẫn nộ, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Và Sở Thông tin và Văn Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa Thể thao đã xác nhận vào cuộc kiểm tra cái vụ livestream ồn ào của nam em. Trong cái buổi livestream vào ngày 22 tháng 2 thì nam em hé lộ lý do vẫn livestream liên tục giữa lúc vướng nhiều ồn ào. Theo đó thì cô cho biết là bản thân đang bị nghiện livestream, nếu không live sẽ chịu không nổi. Cô nói rằng là định là không có lên live đâu, định nằm lướt cho vui thôi, nhưng không ngờ thì bị dính chứ cũng không phải là live để kiếm tiền kiếm quà nữa. Nếu không livestream sẽ cảm thấy thiếu thiếu, khó chịu lắm. Ai nghiện mạng xã hội sẽ hiểu cảm giác này, thiếu sẽ chịu không nổi. Mới đầu tôi chỉ bị là dính ngồi lướt thôi, giờ dính thêm cái vụ ngồi livestream nữa. Sáng dậy mở mắt ra là phải ngồi dậy bật live mới chịu được. Tôi live vậy là còn ít đó, một ngày 6-7 tiếng là đuối rồi. Còn có những người bạn có ký hợp đồng với công ty phải live 8-12 tiếng. Không ai ép tôi live, thích thì livestream thôi. Nam em chia sẻ như vậy. Và trước đó đó thì nam em cũng có một cái bài đăng xin lỗi và thừa nhận cái bản thân là không đủ bình tĩnh, có những cái lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội. Cô ấy nói rằng là tôi mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền đó có cái hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cái cá nhân tổ chức đã và sẽ gây nguy hại đến thế hệ trẻ mai sau vì có hành vi cổ suý cho cái việc dùng mạng xã hội để công kích, quấy rối, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể. Trong thời gian chờ đợi sự xem xét của cơ quan có thẩm quyền, thì tôi xin chân thành cảm ơn. Đó, thì bên phía của Sở Thông tin Truyền thông và Sở Văn hóa Thông tin Thể thao gì đó đã có những ý kiến phản hồi. Và họ nói rằng là họ sẽ coi như là xem xét, coi thử coi là những cái lời nói trong livestream đó có ảnh hưởng tiêu cực đến người trong cuộc hay không, những cái người mà bị bóc phốt hay không, thì họ sẽ có những cái hướng và xử lý đó cho nó phù hợp và sẽ không có khoan nhượng với bất cứ một cái hình thức mà nào tiêu cực nào. Thì năm em cũng đã biết lỗi của mình rồi và đã lên xin lỗi cộng đồng, xin lỗi bên phía của cơ quan cái thẩm quyền rồi. Thì nếu như mà trong thời gian sắp tới đây mà năm em ngưng không có livestream để coi như là có những cái lời nói thiếu chuẩn mực nữa thì ok, nó sẽ không có, mình hy vọng là không có chuyện gì xảy ra cho năm em. Bởi vì bất cứ một câu chuyện nào nó cũng có lửa với cái khói, nó cũng có những cái gì đó góc khuất trong trong đó, thì năm em mới là bực tức, mới là bức xúc mà lên nói chuyện là như vậy. Nhưng mà đôi khi có những cái lời nói nó thiếu kiểm chứng, nó không có bằng chứng cụ thể, cho dù là thật đi, nhưng mà thật thì cũng phải có bằng chứng cụ thể chứ, không thể nào mình tự nhiên là mình lại đưa lên mạng xã hội mình nói tùm lum tá lả rồi ảnh hưởng đến người này, ảnh hưởng đến người kia thì cũng không hay lắm, đúng không ạ? Mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà quý vị. Rồi càng ngày cái câu chuyện nó càng
nó càng bùng cháy dữ dội, giống một đốm lửa mà không dập tắt kịp thời đó, nó sẽ bùng cháy. Nó bùng cháy với cái nguyên nhân là cộng đồng mạng có hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến trái chiều là động viên khích lệ rồi khích tướng vô để cho coi như là hang máu lên, tưởng là mình là hay, mình nói tiếp. Một luồng ý kiến trái chiều thứ hai nữa là sự đả kích, cái sự nhục mạ, sự vu khống, chửi bới từ những cái người không thích mình. Họ lên, họ tìm cách để hạ nhục mình. Rồi mình lại tức giận lên, mình nóng tính lên, mình tức giận lên, mình không kiềm chế cảm xúc của mình lên, rồi là mình lại chửi bới, mình lăng mạ người ta. Thì nó lại có những cái biểu hiện không tốt nữa. Và những người cộng đồng mạng đó là những người chúng ta không thể nào chúng ta biết mặt được. Họ là những người đôi khi họ dùng những cái nick giả để họ vào, họ công kích mình, để làm cho mình nổi nóng lên, rồi mình lại chửi bới. Thì mình là cái người là chịu thiệt thòi nhất. Tại vì mình livestream mà quý vị, mình livestream là mình trường cái mặt lên mà đã vậy mình còn là người nổi tiếng nữa, người trong giới showbiz nữa, ai cũng biết mình nữa, thì cái thiệt hại nặng nề nhất nó thuộc về mình. Và khi cơ quan chức năng họ vào họ xử lý đó, thì mình là người bị xử lý đầu tiên, đúng không ạ? Khi mà mình công kích người ta, bị rất là nhiều những cái lá đơn tố cáo từ nhiều phía, thì ngay lập tức cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc, họ xử lý, và mình sẽ bị dính đơn và mình sẽ bị truy tố ngay, giống như cái tội 331 đó quý vị. Đó, cho nên là đó là một trong những cái điều mà năm em phải xem xét lại, đặc biệt là cái người bạn trai của năm em nữa, Hữu Cường, phải kiềm chế cô ấy lại, kiềm chế những cảm xúc. Hiện tại bây giờ cái điều tốt nhất là nên đóng lại cái trang mạng xã hội, đóng Facebook, đóng TikTok, đóng YouTube, đóng lại hết, rồi hai người dắt nhau đi chơi để cho thoải mái cái đầu óc mình, xả stress thoải mái. Đó, bỏ hết đi, buông bỏ tất cả mọi thứ. Mình để trong lòng mình càng nhiều chừng nào, mình càng khó chịu chừng đấy, mình càng đau khổ chừng đấy. Những cái người ngày xưa của mình, những người đã đi qua cuộc đời của mình và họ có những cái gì đó họ làm không tốt với mình, thì thôi, kệ. Đó là cái nghiệp mình đã mang trong quá khứ, mình buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Thì cái điều đó nó là sẽ rất là tốt cho năm em trong thời gian này. Đừng để mình phải vướng vào cái trầm cảm càng ngày càng nặng nề hơn. Nó rất là nguy hiểm. Rất là nhiều những ngôi sao ở bên nước ngoài, giống như là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc gì đó, rất là nhiều ngôi sao, họ đều coi như là rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra, bị trầm cảm rồi tự đánh mất cuộc sống của mình luôn. Đó, từ giã cái cuộc sống của mình luôn. Nói vậy là chắc là mọi người hiểu rồi. Nó ghê gớm lắm, không đơn giản đâu. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà, ghê gớm lắm ha. Cho nên là đây là lời khuyên chân thành của Quốc Võ dành cho nam em. Ngoài ra thì hôm nay cũng báo chí cũng có một bài viết nói về cái vấn đề là nam em công khai sáng tác ca khúc dành cho tình cũ. À, bài viết ngày hôm nay luôn, mới nhất luôn. Để coi họ nói lần ca khúc gì. Nam em lấy cảm hứng từ những cảm xúc đã có với người cũ để sáng tác nên ca khúc này. Thì trong cái bài viết này đó, chúng ta đang tò mò là chúng ta không biết là đầu tiên cái người cũ này là ai, và thứ hai nữa là bài hát này là như thế nào. Thì những ngày gần đây đó, nam em là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận, bởi người đẹp này liên tục tổ chức các buổi livestream trên trang cá nhân. Không còn là những cái buổi giao lưu trò chuyện cùng fan như trước nữa, mà nam em ngoài chia sẻ là câu chuyện tình cảm đầy ồn ào trong quá khứ, thì người đẹp gốc Tiền Giang còn chơi lớn khi phanh phui góc khuất của showbiz Việt. Mới đây, cái đoạn clip nam em tham gia một chương trình truyền hình cách đây nhiều năm bất ngờ được chia sẻ mạnh trở lại, nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo đó thì trong một chương trình thì nam em đã biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác. Đặc biệt còn tiết lộ đây là bài hát nam em viết cho một câu chuyện tình cũ. Cụ thể là ca khúc này đã mang cái tựa đề là Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không. À, tại cái bài hát là cái tựa đề của vị Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không, được người đẹp gốc Tiền Giang sáng tác, phát hành MV chính thức vào năm 2021 trên kênh YouTube cá nhân của mình. Cái phần MV đó được nam em quay hình tại thành phố Đà Lạt đầy mộng mơ. Cô nàng đồng thời đảm nhận cái vị trí đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc này. Nam em chia sẻ rằng MV được thực hiện đơn giản, nhẹ nhàng như chính lời bài hát.
năm em tự làm đạo diễn cũng là một cách để tiết kiệm chi phí. Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không là một bản nhạc mang cái giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy du dương, phù hợp với giọng hát của năm em. Qua ca khúc này, người đẹp như muốn tự sự về cái chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối vì phải chia xa. Mặc dù năm em không đề cập đến bất kỳ tình cũ nào trong MV này, nhưng với cái hiệu ứng từ những cái buổi livestream gần đây, đặc biệt là những chia sẻ về câu chuyện tình cảm đầy ồn ào mà năm em từng nhắc đến trong livestream, thì việc ca khúc cũng như cái MV Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không được cộng đồng mạng tìm nghe và thưởng thức lại là điều không quá khó hiểu. Những năm gần đây đó thì năm em là người đẹp đi hát thành công, nhận được sự ủng hộ của nhiều đối tượng khán giả, mặc dù không có thường xuyên góp mặt trong cái nhiều sự kiện âm nhạc lớn như những cái tên tuổi khác, nhưng năm em lại được rất là nhiều bầu show mời hát ở những tụ điểm phòng trà, mang không gian ấm cúng thân mật. Thế nhưng thời gian gần đây thì khán giả ít thấy năm em xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, mà thay vào đó là cái buổi livestream khó hiểu. Nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc và tài năng của năm em khi nhìn lại những khoảnh khắc cô tỏa sáng trên sân khấu. Đó là một cái bài viết cũng là khá ấn tượng trong cái ngày hôm nay khi nhắc về năm em. Và hiện tại bây giờ quý vị biết rằng là nhiều cái clip lắm, nhiều cái clip cũ ngày xưa hoặc là những cái game show ngày xưa đó được xem lại. Bởi vì cái hiện tượng mà năm em trong khoảng thời gian gần đây thôi rất là nóng luôn quý vị, nó rất nóng. Mọi người đang quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây? Nam em sẽ như thế nào? Sở Thông tin Truyền thông có xử lý nam em ra sao vì những phát ngôn đó? Những phát ngôn đó liệu có ảnh hưởng đến những người trong cuộc hay không? Và họ sẽ coi như là phản kháng cái vấn đề này như thế nào? Thì đó là những câu hỏi đặt ra từ khán giả. Và chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem là trong một cái tương lai sắp tới đây sẽ có những cái câu chuyện gì xảy ra. Thì Quốc Võ Entertainment sẽ coi như là cập nhật thông tin cho quý vị nha. Đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip rất đặc biệt sau đây. Trong cái mùa này sẽ có những sản phẩm đặc biệt gì để gửi đến khán giả nha. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà tái ngộ đến mọi người. Bây giờ xin mời quý vị hãy dùng một tách trà nóng nha. Đây là cái loại trà Ashitaba, quý vị uống rất là ngon luôn quý vị. Trà Ashitaba của Nhật Bản. Đó. Uống giúp cho giảm mỡ trong máu, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, ngủ ngon rất nhiều. Hôm nay thì nhân một dịp đặc biệt á, Quốc Võ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất là tốt và đã bán ra thị trường khá nhiều rồi. Được khán giả yêu mến, ủng hộ. Và sau khi họ uống xong họ thấy rằng là rất là tốt. Họ ngủ ngon, sức đề kháng rất tốt luôn. Tránh cho tiểu đêm, tránh những cái vấn đề về gan, thận, phổi ha. Ví dụ như là những người, đặc biệt là những người mà đang bị ung thư đó. Cho dù là giai đoạn nào đi chăng nữa đó, thì họ cũng cần một số những cái loại thuốc giống như là đông trùng hạ thảo hoặc là Fucodan. Để mà mình không dám nói là chữa bệnh ung thư, nhưng mà mình dám nói rằng là coi như là giảm tối đa cái sự phát triển của tế bào ung thư. Ha, đó, giúp cho cái vấn đề về hỗ trợ trong vấn đề về xạ trị và điều trị ung thư. Rất tuyệt vời luôn, đó là đông trùng hạ thảo và Fucodan. Đó, cho nên hôm nay đó, trong clip đặc biệt này đó thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị hai sản phẩm. Thứ nhất là đông trùng hạ thảo, thứ hai là Fucodan. Không có cái gì tuyệt vời bằng quý vị hai sản phẩm này. Và Quốc Võ rất là may mắn khi mà làm được là đại lý phân phối độc quyền sản phẩm. Nó quá tuyệt vời luôn. Đó, đây trước mặt quý vị đây là một cái hộp đông trùng hạ thảo. Và những sản phẩm này là sản xuất 100% tại Mỹ quý vị nha. Có FDA của Mỹ chứng nhận đàng hoàng. Đó, Mỹ sản xuất. Cho nên là chúng ta tin tưởng và chúng ta yên tâm những sản phẩm này. Bởi vì khán giả họ đã dùng qua rất là nhiều rồi và họ có những cái review rất là tích cực luôn. Và tái order rất nhiều lần. Cho nên là Quốc Võ rất là tự tin mình nói rằng đây là một trong những sản phẩm mà tốt nhất thế giới quý vị. Đông trùng hạ thảo. Thưa quý vị,
cái hộp design rất đẹp luôn, hộp cứng ngắc à, rất đẹp luôn. Và khi mình mở cái hộp ra đó thì mình thấy bên trong có một cái chai thuốc đó, bên trong có một cái chai thuốc đông trùng hạ thảo đây quý vị, cái chai thuốc nè, design đẹp không, và bên trong này có 90 viên tất cả, 90 viên thuốc tất cả quý vị. Mỗi buổi sáng như vậy chúng ta uống 2 viên thôi, uống trước bữa ăn, trước bữa ăn sáng là chúng ta uống 2 viên đông trùng hạ thảo này, rồi trong ngày đó chúng ta thoải mái luôn, ngủ rất là ngon luôn quý vị, và giúp cho chúng ta rất là nhiều những cái chứng bệnh mà giống như là thần dược đó, giống như thần dược luôn đó, ha mà. Cho nên đó là thưa quý vị, đông trùng hạ thảo mình nói là cái tên là người ta biết là nó quý cỡ nào rồi, nhưng mà cái giá bán rất là phải chăng luôn, chỉ có 200 đô la cho một hộp thôi quý vị, 90 viên, mỗi ngày uống ta uống 2 viên tức là 1,5 tháng là hết cái hộp thuốc này, chỉ có 200 đô la thôi mà chúng ta sở hữu một cái hộp thuốc đông trùng hạ thảo thế này, đông trùng hạ thảo như quý vị nha, 200 đô la thôi đó. Cái hộp này nó rất đẹp luôn mà nó sang, mà đặc biệt là sản phẩm từ Mỹ sản xuất 100% có FDA chứng nhận, cho nên chúng ta tin tưởng nó, 200 đô la cho một hộp thôi quý vị. Nhưng mà thật sự mà nói chưa hết đâu, trong cái mùa đặc biệt này thì Quốc Võ sẽ có một đợt khuyến mãi cho quý vị, khuyến mãi coi như là quá tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào order 2 hộp đông trùng hạ thảo này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà Acetaba lớn luôn, hộp trà lớn. Cái hộp trà này giá trị là 65 đô la nha quý vị. Nhưng mà nếu trong cái mùa đặc biệt này, chỉ có trong mùa đặc biệt này là Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị đây. Nếu quý vị nào order 2 hộp đông trùng hạ thảo giá là 200 đô la cho mỗi hộp thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetaba này. Cái hộp trà mà Quốc Võ đang uống đây là này nè. Trà này nè. Trà này nè. Acetaba. Uống suốt ngày luôn, uống mà để giảm mỡ trong máu đó quý vị. Tránh được đột quỵ và giúp cho ngủ ngon luôn đó, trà này nè. Đó. Thì quý vị nào order 2 hộp đông trùng hạ thảo, quý vị sẽ được tặng free một hộp trà này. Và thậm chí là free shipping luôn cho quý vị luôn, free ship luôn. 2 hộp đông trùng hạ thảo tặng một hộp trà và free ship cho quý vị luôn nha. Tuyệt vời không? Không có gì tuyệt vời bằng luôn quý vị. Đó. Đây. Chơi đẹp luôn, mình chơi đẹp luôn quý vị. Nếu như quý vị nào mà muốn đó, mình cần thiết đó là mình order ngay lập tức, tại trong cái mùa này số lượng có hạn. Số điện thoại là 7142479474 nha quý vị nha, 7142479474. Nếu ở Việt Nam mình order mình add cái Zalo đó, cái Zalo là cộng 1 ha, cộng 1 7142479474 đó. Quá tuyệt vời quý vị. Rồi mình mời mọi người một tách trà nữa nè. Sản phẩm này là quá tuyệt vời luôn. À, cái đây là của Nhật sản xuất, trà đông trùng là của Mỹ sản xuất, quá tuyệt vời. Nhưng chưa hết quý vị, chưa hết đâu. Hồi nãy Quốc chở nói đến là Fukuran đúng không ạ? Fukuran. Quý vị mà nói tới Fukuran thì chắc là quý vị cũng đã biết là nó cỡ nào rồi. Đó. Đây nè. Fukuran. Những cái người mà đang bị ung thư giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn cuối đó, mà đang xạ trị đó, thì họ rất là quý cái loại thuốc Fucodan này. Cái Fucodan này nó hay lắm. Những người nào mà bị giai đoạn đầu hoặc là giai đoạn 2 đó, uống nó có thể là hết luôn đó quý vị. Còn nếu mà quý vị bị giai đoạn cuối đó, mình uống đó là nó giảm tối đa luôn cái tế bào ung thư nó phát triển. Fucodan là một trong những cái thần dược mà quý hiếm mà ngày nay người ta phát hiện ra và người ta chế biến thành thuốc quý vị. Và trong cái chai này là thuốc Fukudan của Mỹ sản xuất, nó giống như là cái này Mỹ sản xuất 100%. Quý vị, ở trong đây có 180 viên, 180 viên quý vị có thể là nếu những người nào mà không có bị bệnh ung thư, quý vị uống một ngày 2 viên để ngăn ngừa ung thư. Quý vị nào đang bị ung thư thì mình uống một ngày 4 viên để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài ra nó giúp cho bổ phận, bổ gan, bổ phổi, giúp cho ngủ ngon ha, tránh tiểu đêm, tránh tiểu nhắt, giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Fucodan và đông trùng hạ thảo là 2 sản phẩm nó giống như thần dược quý vị, rất tuyệt vời ha. Cho nên là chúng ta cầm trên tay cái sản phẩm này, chúng ta cảm thấy tự tin để chúng ta nói chuyện với tất cả các khách hàng của mình.
Mình mở cái nắp hộp ra thì bên trong nó cái chai nó như thế này quý vị nè. Chai bằng thủy tinh cho quý vị nha. Rất đẹp luôn, design rất đẹp. Trong đây có 180 viên. Mình uống một ngày 2 viên. Đó, thì mình uống trong 3 tháng là hết quý vị. 3 tháng. Nếu quý vị nào đang bị ung thư, mình uống là một ngày 4 viên. Còn quý vị nào mà không bị ung thư, mình khỏe mạnh để mình uống để mình ngăn ngừa bị ung thư và mình uống cho nó bổ phổi, bổ gan, bổ thận. Giúp ngủ ngon, tránh tiểu đêm. Thì chúng ta uống một ngày 2 viên thôi. Nha quý vị nha. Đây, cái chai nó như thế này nè. Đó. Và hiện tại bây giờ đó giá bán nó chỉ có bao nhiêu quý vị? Nói ra không hay không không ai tin luôn. $200 cho một chai thôi. Ngày xưa là quý vị biết là 500-600 đô cho một chai. Bây giờ chỉ có $200 cho một chai thôi quý vị. Nó quá rẻ mà sản xuất tại Mỹ luôn quý vị. Không thể tin được. Quá rẻ. Sản xuất tại Mỹ cái FDA chưa chứng nhận luôn. Đó. Nhưng mà chưa hết đâu. Trong cái mùa này Quốc Võ sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt luôn. Nếu quý vị nào mà mua hai chai này, Quốc Võ sẽ free cho quý vị một hộp trà Acetaba. Đây. Cái hộp trà này giá $65. Free cho quý vị luôn. Nếu như quý vị nằm order hai chai này, order hai chai này mỗi chai có $200 thôi thì Quốc Võ sẽ tặng free cho quý vị một cái hộp trà dinh dưỡng này, free ship cho quý vị luôn. Như vậy thì còn gì bằng nữa, mình coi như là tại vì thường thường Quốc Võ muốn là mình giảm tiền lời xuống để làm gì, để mình chia sẻ cái năng lượng tích cực này cho mọi người, cho mọi người được được dùng. Càng nhiều người uống chừng nào thì càng tốt chừng nấy, để cho sức khỏe khán giả của mình được tăng cường lên để họ khỏe mạnh và họ tiếp tục họ ủng hộ mình đó. Cho nên mình cố gắng mình giảm tiền lời xuống để cho mọi người cùng tham gia, mình cùng chia sẻ với nhau ha quý vị ha. Đó, còn không mau mau điện thoại của Võ là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc là quý vị ở bên Việt Nam đó, thì mình add cái Zalo. Zalo là cộng 1 714 247 9474. Những sản phẩm này là những sản phẩm thật sự mà nói là không gì không dễ tìm. Đông trùng hạ thảo và Fucodan là hai sản phẩm không dễ tìm. Quý vị ha. Cho nên nó rất tuyệt vời luôn và mình muốn tạo cơ hội để chia sẻ cho tất cả mọi người cùng có thể sở hữu và mình dùng được để mình khỏe mạnh. Quý vị khỏe mạnh thì quý vị mới có thời gian quý vị vào để ủng hộ Quốc Võ qua những câu chuyện xã hội được chứ, đúng không ạ? Cho nên mình cố gắng mình giảm tiền lời xuống để mình lan truyền ra rộng rãi cho tất cả mọi người. Chỉ có $200 một hộp thôi. Nếu quý vị nào mua hai hộp là $400 đó thì quý vị sẽ được tặng free cho một hộp trà Acetaba này và còn được free shipping nữa quý vị ha. Đó, đông trùng hạ thảo của y chang như vậy luôn, một hộp cũng $200 thôi. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nâng ly đó, uống trà dinh dưỡng đó, mời quý vị. Và Quốc Võ cũng không quên cảm ơn, chân thành cảm ơn và tri ân đến khách hàng của mình, và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là bình yên hạnh phúc, thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị.